Trong video này mình sẽ chỉ cho bạn cách làm một chiếc bẫy đạp nha. Cách làm thì khá đơn giản và khác những kia bẫy trước nha. Đầu tiên thì chuẩn bị cho mình một đoạn trúc trúc cần cong cong như cái cần câu á, một đoạn trúc hoặc tre vót đi và bẻ một đầu nhá. Tiếp theo là một que chốt nhỏ nhỏ này, rồi đến một ống trúc nhỏ có lỗ nha, ống này có lỗ ngắn thôi, toàn gần phân. Một đoạn trúc nhỏ nhỏ có thể uốn cong được vào. Rồi, thêm cho mình là hai đoạn dây. Đó. Và một chiếc tre để làm cái cọc. Rồi, bây giờ mình sẽ làm nha. Đoạn uốn cong ngay vào cho mình. Uốn cong là thành hình gần như kiểu hình vòng tròn đấy. Uốn nó vào. Là một chút này thôi. Đó, cái phần trên này bỏ đi, uốn nó vào, sau đó buộc dây vào đây nha. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ buộc một đầu dây này, buộc vào đây, và một đầu còn lại này, căn khoảng một nửa, chúng ta sẽ buộc vào cái chốt này. Rồi khi buộc xong như hình, thì ta sẽ luồn chiếc ống có lỗ này, đó nó sẽ ở bên trong như này, cho nó cắm cái này xuống đất, cắm ngập vào cho nó một tí tí nữa thôi. Rồi và đầu trên của dây chúng ta sẽ buộc vào chiếc cần này. Buộc chắc vào nhá. Đầu dưới thì chúng ta sẽ buộc vào làm một cái thòng lọng. Đây. Đây là chiếc thòng lọng này. Nó căn cái khoảng giữa này. Ta sẽ buộc chiếc vòng này vào, buộc nó vào vị trí giữa này, đó bên này rồi, bên này thòng lọng này, bên này là cần, ở giữa sẽ buộc vào chiếc vòng. Rồi khi buộc xong rồi, đó, rồi mình sẽ cắm cọc này xuống mà gài bẫy, gài bẫy nha. Kéo cái cần này xuống nè. Rồi đây mình đã làm xong nha. Quẹt nên chặn hết đường đi ở hai bên, chỉ để một lối ở giữa để nó đi thôi. Bẫy này thì có thể bẫy chồn, cày, gà rừng, mèo, cò, cuốc đều được hết nha. Nói chung là tất cả những con gì mà nó đi qua thì đều dính vào cái bẫy này nha. Cách bẫy thì cũng đơn giản luôn. Các bạn nhìn đây hoàn toàn có thể biết được cách gài như nào. Khá đơn giản và mức độ hiệu quả rất là cao nha. Bẫy này chỉ cần chạm nhẹ một chút thôi là nó có thể bật lên được rồi, nên con mồi không cần quá to nó cũng có thể bật lên và chỉ cần đá vào chiếc cầu tự này hoặc là giẫm lên thì đều bật lên nhá.